Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một con app mới nha. Nó mới ra hôm qua thôi. Và con này thì nó theo cái kiểu là sàn điện tử thương mại nhá. Anh em có thể mua sắm hàng ở đây và anh em có thể kiếm tiền trên đây nhá. Cũng như ở đây thì khi mà các bạn đăng ký tài khoản thành công, các bạn là người mới thì các bạn sẽ được những cái bao lì xì ở đây nhá. Và các bạn mở ra thì các bạn sẽ có những cái cơ hội đây, phần thưởng phúc lợi người mới nhá. Thì các bạn sẽ được là 10 cái phong bao lì xì này và các bạn sẽ mở ra nhá. Ở đây thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Ok, thì khi mà anh em mở những cái phong bao lì xì thì là nó sẽ có những cái quảng cáo nhá. Và anh em sẽ mở hết cái quảng cáo ra rồi anh em sẽ thấy ở đây. Và chúc mừng bạn đã nhận được thưởng cao nhất này. Thì các bạn sẽ mở ra cho mình nhá. Đây. Như vậy là mình đã được là 1430 đồng nhá. Đó, và các bạn cứ mở hết những cái phong bao lì xì các bạn nhận được. Đó, và các bạn sẽ tiếp tục mở này. Mở ra cho mình. Đây, mình lại được thêm là 1500 nhá. Và các bạn cứ tiếp tục mở cho mình là 10 cái phong bao lì xì miễn phí nhá. Và anh em những cái tiền này thì anh em có thể là rút được về nhá, thì tí mình sẽ hướng dẫn sau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Ok, để đăng ký tài khoản thì bạn sẽ click vào link để dưới phần mô tả của video nhá. Nó chuyển bạn đến đây thì bạn sẽ chọn cho mình là đăng ký tài khoản nha. Đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại và các bạn sẽ bỏ số 0 đầu đi nha. Rồi các bạn sẽ lấy mã xác minh này thì nó sẽ gửi cái mã xác minh về số điện thoại của các bạn. Sau đó là các bạn sẽ nhập vào đây và các bạn sẽ đăng nhập cho mình là được nhá. Và sau khi mà các bạn đã nhập cái mã xác minh rồi thì các bạn sẽ đăng nhập vào cho mình. Đăng nhập vào cho mình vào cái bước này thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu, thiết lập cái mật khẩu cho mình nhá. Các bạn sẽ nhập mật khẩu mới này và xác nhận lại, sau đó các bạn chỉnh sửa ngay. Như vậy là các bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản và các bạn đã có thể là vào và các bạn kiếm tiền rồi. Ok nha anh em, thì sau khi mà đăng ký tài khoản thành công nhá thì các bạn nhìn thấy cái này miễn phí cho thành viên mới này. Ở đây thì các bạn sẽ chưa có thể là nhận được những cái phần quà miễn phí này, các bạn sẽ chọn ở đây cho mình này. Và ở đây thì các bạn sẽ đi đến cái phần cho mình là địa chỉ nhận hàng nhá. Thì các bạn sẽ cài đặt cái địa chỉ nhận hàng của các bạn ở đây. Ok, sau đó là các bạn sẽ đi về cái trang chủ này và các bạn sẽ chọn cho mình cái phần thưởng miễn phí cho người mới này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái khu dành cho người mới nhá. Thì các bạn sẽ mở một trong bốn cái phần quà bất kỳ này. Một trong bốn phần quà bất kỳ này thì là nó sẽ cho các bạn 10 cái bao lì xì nha. Các bạn sẽ được là 10 cái bao lì xì ở đây. Đấy, các bạn sẽ được 10 cái bao lì xì ở đây và các bạn sẽ mở ra nha. Các bạn sẽ mở hết cho mình thì các bạn cứ nhận rồi. Sau đó là nó sẽ có một cái quảng cáo từ 10 đến 20 giây nhá. Thì các bạn xem hết quảng cáo sau đó các bạn sẽ được thưởng tiền nhá. Ok nha anh em, như vậy là mình đã mở hết là 10 cái phong bao lì xì và số tiền mình nhận được này. Hôm qua mình mở là 3.000 nhá. Thì nó đang cộng được tài khoản với là cái số dư của mình. Còn bây giờ mình vừa mở tiếp là 7 cái nhá. 7 cái thì mình được là 11.800 này. Như vậy thì được là khoảng 15.000 nha anh em, 15.000. Thì bây giờ mình sẽ đợi nó giải quyết nha. Thì nó sẽ vào cái số dư này của mình. Và ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem ở đây. Thì đây là những Facebook này, Grab này, TikTok này, YouTube này hoặc là Instagram này. Cũng như là đây là cái khu miễn phí nha. Còn ở dưới đây là các bạn, nó như cái sàn thương mại điện tử thôi. Thì các bạn có thể là mua hàng ở dưới đây. Đây là những cái gói hàng ở dưới đây nha. Đấy. Và ngoài ra thì anh em có thể là kiếm thêm tiền bằng cái cách là anh em sẽ chọn cho mình cái là mua theo nhóm này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái khu dành cho người mới là cái khu mà miễn phí này thì mình đã hướng dẫn rồi. Còn ví dụ như cái khu này sẽ là 150.000 thì anh em sẽ mua cái gói ở đây và anh em cũng sẽ xem quảng cáo và anh em kiếm lợi nhuận nha. Thì nó cũng như cái khu miễn phí này nhưng mà cái này thì nó phải trả phí nha. Đấy, khu 150 này, 250 này, 400 và 600 này. Và nó sẽ, cái này thì mình sẽ nói luôn cho các bạn hiểu nhá. Thì mình có tìm hiểu rồi. Các bạn, nếu như các bạn mua gói này thì các bạn phải mua trong 6 ngày. Có nghĩa là vốn các bạn phải có 900.000 nha. 900.000 để các bạn mua, có nghĩa là hôm nay các bạn mua 150.000 thì hôm sau bạn lại mua 150.000 tiếp. Và liên tục như vậy trong vòng 6 ngày thì các bạn mới rút được gốc cả lãi nha. Nên các bạn cân nhắc trước khi chơi. Và cái min rút này thì min rút tiền của nó đây, mình sẽ cho các bạn xem. Min rút của nó thì sẽ là 50.000 nha. Các bạn có thể thấy ở đây, min rút là 50.000 này. Nếu như các bạn không có vốn, các bạn muốn chơi miễn phí thì các bạn sẽ là mời bạn bè nha. Mời bạn bè đấy, phát hiện hội nhóm ở trên đây để các bạn kiếm hoa hồng. Thì là các bạn sẽ cũng là rút được tiền nhá. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái bảng mà các bạn là mua theo nhóm này. 150, 250, 400 và 600 nhá. Và cái bảng mà cái chương trình khuyến mãi từ cái việc mà các bạn mời bạn bè nhá. Khá là ngon thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu nhá.
Ok, thì đây là cái bảng thu nhập đầu tư này, các bạn có thể thấy ở đây. Nếu như các bạn mua gói 150.000 này, số lần mua mỗi ngày này, trong đó mỗi ngày này, và cái số lần trúng sản phẩm này là 1 này. Số tiền đầu tư mỗi ngày này là 150.000, trong vòng 6 ngày là bằng 900.000 nhá. Và số tiền hoàn lại là 750.000. Số tiền đầu tư thực tế 6 ngày là 150.000 nữa này. Thu nhập nhận lì xì này là 210.000 này. Và thu nhập trong vòng 6 ngày là bằng 60.000 này. Và bình quân mỗi ngày đại khái là 10.000, cũng như là thu nhập hàng tháng là 300. Đây các bạn có thể thấy xem ở đây nhá. Đây là gói đầu tiên cũng như là gói thứ hai. Thì các bạn sẽ cần trong vòng 60 ngày thì các bạn cần số vốn là 1.500.000 nhá. Ở đây. Và trong vòng một tháng thì các bạn được là 570.000. Cái này thì cứ 6 ngày thì các bạn nếu như bạn mua gói nào cũng vậy thì cứ 6 ngày là các bạn sẽ được rút về nhá. Và các bạn có thể là mua 4 gói cũng được. Đấy. Thì cái này là nó lại chuyển sang cái mảng là đầu tư rồi, nên anh em tìm hiểu và tham khảo trước khi tham gia nhá. Nói chung là con này thì mình cũng đã tìm hiểu rồi, thì nó cũng như một cái sàn thương mại điện tử thôi. Thì nó có cả những cái chứng chỉ hợp pháp nhá, rất là nhiều cái chứng chỉ và mình cũng đã tìm hiểu rồi. Thì bây giờ nó cũng đang khá là uy tín nhá, nên là các bạn có thể là tìm hiểu trước khi tham gia nhá. Thì các bạn có thể thấy này, cái gói cuối cùng là gói 600 này, và thu nhập tháng này sẽ là 1.350.000. Cái này thì mình thấy là cái lãi suất của nó cũng không cao, nhưng mà con app này thì mình có tìm hiểu và mình có người ta có gửi cả cái chứng chỉ kinh doanh nhá, thì tí mình sẽ cho các bạn xem. Ok, còn đây là cái mà cấu trúc bộ nhóm này, có nghĩa các bạn mời được một người nhá, tip 1 này, tip 2 này. Tip 1 thì các bạn chỉ cần giới thiệu một người, số người thực hiện lì xì một ngày trên một người này 340.000, số người tham gia là 1 thì các bạn sẽ được 8% nhá. Như vậy thì tiền thưởng một ngày là các bạn sẽ được là 27.200 này. Đấy, tip 2 thì các bạn mời được 3 người thì các bạn sẽ được là 12%, sẽ được là 122.000. Như vậy thì các bạn mời càng nhiều thì hoa hồng của các bạn càng cao thôi. Và con này thì mình thấy hoa hồng của nó cũng khá là cao nhá. Nếu như các bạn phát triển được đội nhóm thì cũng rất là ok. Và con app này thì mới tinh luôn nên các bạn có thể tìm hiểu nhá. Ok, còn cái giấy phép kinh doanh đây nha anh em. Đây là cái giấy phép kinh doanh mình có thấy được ở trên cái hội nhóm nhá. Thì các bạn có thể thấy đây. Các bạn có thể là tham khảo và tham gia nhá. Còn đây thì cái phần mà nếu như mà các bạn có còn những cái phần này tích điểm đổi thưởng này, thì các bạn có thể click vào đây các bạn xem ở đây nhá. Đây các bạn có thể tích điểm đổi thưởng ở đây. Cũng như ở dưới mục này thì là mục mua hàng mình đã nói rồi. Ok, còn cái mục mà nạp tiền và rút tiền thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Để mà nạp tiền các bạn chọn cho mình cái mục là nạp tiền này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình nhá là nạp tiền ở đây. Ở đây thì nạp ít nhất là 150k nhá, ví dụ như nạp 150k. Bạn có thể tự nhập số tiền bằng tay, số tiền ít nhất là 50k, ít nhất là các bạn có thể là nạp số tiền ít nhất nạp là 50k nhá. Đấy, ví dụ như các bạn muốn nạp 50k thì các bạn sẽ nhập bằng tay nhá. Và các bạn sẽ chọn tiếp tục nạp tiền này. Ở đây thì các bạn có thể thanh toán bằng Momo này, Zalo Pay này, Viettel này, hoặc ngân hàng, ví dụ như Momo thì các bạn sẽ click vào Momo này. Nó chuyển bạn đến cái giao diện như này thì bạn chỉ cần copy cái tài khoản người nhận này, cũng như là cái nội dung ghi này. Sau đó là các bạn sẽ về cái ứng dụng Momo của các bạn chuyển khoản đến số tài khoản này nhá. Và cái nội dung ghi này thì các bạn copy cái nội dung này, các bạn ghi vào, dán vào cái phần lời nhắn. Sau đó các bạn sẽ chuyển khoản như vậy là được nhá. Còn nạp bằng ngân hàng thì các bạn sẽ chọn ngân hàng và chọn những cái ngân hàng các bạn muốn chuyển khoản ở đây. Rất là nhiều ngân hàng nhá, ví dụ Vietcombank thì các bạn chọn vào đây. Sau đó các bạn lấy số và các bạn lấy số tài khoản và cái nội dung các bạn chuyển khoản như vậy là được nhá. Rồi, đơn giản vậy thôi. Ok, còn cái phần rút tiền đây, nếu như anh em muốn rút tiền thì chọn cho mình cái mục rút tiền này. Ở đây thì anh em sẽ thêm cái liên kết ngân hàng nhá. Rồi, thêm cho mình cái là tên ngân hàng này, tên ngân hàng này, tài khoản ngân hàng này, tên người nhận này, cũng như số điện thoại và lấy mã xác nhận nhá. Sau đó các bạn chỉnh sửa này như vậy là được. Sau đó là các bạn nhập cái số tiền các bạn muốn rút thôi. Nếu như các bạn muốn rút 50 thì các bạn sẽ nhập ở đây là 50 nhá. Thì min rút và min nạp của nó đều là 50.000 nhá.
Ok, link mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho các bạn tham khảo nhé. Bạn quan tâm có thể click vào link và đăng ký tài khoản. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay Zamzoom tặng quà cho mọi người nhé. Video mới nhất của mình có 70 lượt bình luận hợp lệ, mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn để tặng quà nhé. Bạn thứ nhất là bạn Lâm Phan Nguyễn này, chọn ra một người nữa nhé. Bạn thứ hai là bạn Đường Ca Bắc này. Các bạn hãy liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nha. Anh em muốn nhận quà từ mình thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Bye bye.